Kính thưa cộng đoàn, các bệnh nhân rất thân mến, quý cụ ông, cụ bà thân mến, con xin được đọc suy niệm ngày hôm nay thứ ba 18 tháng 7 cho cộng đoàn nghe. Với câu kinh thánh chủ đề đến ngày phán xét thành Tia và thành Sidon và đất Sơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét đất Sơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các người. Thứ nhất, Chúa Giêsu khiển trách các thành dọc bờ hồ Galilee là Chorazin, Bethsaida và Capernaum. Các thành này là những thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Đức Giêsu đã làm. Thế nhưng họ không hối cải. Tại sao? Vì họ kiêu căng nên lòng họ đã khép lại trước những việc Chúa làm. Nên Chúa đã bỏ họ mà nghĩ tới những kẻ bé mọn, nhờ khiêm tốn mà nhận được mặc khải của Thiên Chúa. Bởi thế trong đoạn tiếp theo sau, Chúa Giêsu sẽ cảm tạ Thiên Chúa vì đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, được nghe lời Chúa và được chứng kiến các phép lạ Chúa làm nhiều hơn những vùng khác, lẽ ra họ phải tin Chúa nhiều hơn, nhưng vì họ không tin nên hình phạt của họ sẽ nặng hơn. Ai nhận lãnh nhiều nén bạc hơn thì có trách nhiệm nhiều hơn. Vâng, ai nhận lãnh nhiều nén bạc hơn thì có trách nhiệm nhiều hơn, đó là luật công bằng. Có thì phải biết cho đi. Thời vua Louis thứ 13 đang trị vì nước Pháp, ngày kia hoàng hậu Anne mở tiệc đãi khách. Hôm đó bà đeo một sợi dây chuyền bà bằng ngọc. Thánh Vincente, Thánh Vincent de Paul cũng có mặt trong bữa tiệc đó. Ngài nói với bà: "Thưa bà hoàng hậu, nếu bà muốn, bà có thể làm một phép lạ." Hoàng hậu nhìn thánh nhân với vẻ đầy kinh ngạc. Thánh nhân nói tiếp: "Vâng, bà có thể đổi viên ngọc này thành bánh mì giúp những người nghèo đói." Vài giờ sau, phép lạ này đã xảy ra. Hoàng hậu trao cho Thánh Vincent de Paul sợi dây chuyền ấy để bán đi lấy tiền mua bánh mì cho dân nghèo. Ngày nay vẫn xảy ra những phép lạ tương tự, hiểu theo nghĩa những việc kỳ diệu được thực hiện do ơn Chúa tác động. Khi thấy những phép lạ bác ái, hy sinh do người khác làm, tôi sám hối về lòng ích kỷ của mình. 2. Khốn cho ngươi hỡi Chorazin, khốn cho ngươi hỡi Bethsaida, vì nếu có phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm ở Tia và Sidon thì họ đã mặc áo vải thô rắc cho lên đầu tỏ lòng sám hối. Lời của trách quả có nặng nề, nhưng nó nói lên tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Biết nhiều về Chúa mà không cố gắng trở nên giống Chúa, phải coi đó là một thiếu sót vô cùng lớn lao. Chúa chẳng mong chờ chúng ta cái gì lớn hơn là chính cuộc sống giống như Chúa của chúng ta. Trong cuốn nhật ký của một người, người ta tìm thấy những dòng tự thuật như thế này: bước ra khỏi nhà sách một ít, tôi nhận ra số tiền dư mà chị bán hàng đưa lộn. Lương tâm tôi nhắc tôi phải sống công bằng, nhưng tôi đã tự trấn an, nhầm nhò gì ba cái lẻ đó. Hơn nữa, đó là lỗi của người khác, chứ đâu phải là lỗi của tôi, và tôi tiếp tục bước đi. Tới nửa đoạn đường, chân tôi cứng lại như có một sức mạnh nào níu kéo. Khi từ đáy lòng tôi lời Chúa vang lên: khốn cho ngươi. Tôi tự nghĩ chắc hẳn Chúa đang buồn vì hành động của tôi, vì tôi đã biết Chúa nhiều. Sau giây phút ngập ngừng, tôi quyết định trở lại hiệu sách và hoàn lại số tiền cho chị. Nhìn chị cười tươi sau tiếng cảm ơn tôi cảm thấy nhẹ nhàng cả người. Cũng trong tập hồi ký của mình, thủ tướng của nước Anh thời đệ nhị thế chiến là ông Winston Churchill đã kể lại một câu chuyện như sau. Cha mẹ ông đưa ông về Scotland nghỉ hè. Ngày nọ, cậu bé Winston đang tắm trong một dòng sông gần nhà thì chân cậu bị vọt bẻ. Cậu kêu la thất thanh. Nghe tiếng kêu, một cậu bé trai từ nông trại gần bên đã vội chạy đến và nhảy xuống sông cứu Winston. Cảm động vì nghĩa tử của cậu bé, ngày hôm sau, cha mẹ của Winston đã tìm đến nông trại để cảm ơn cậu bé. Ông hỏi cậu bé lớn lên sẽ làm gì. Cậu bé đáp: cháu nghĩ rằng cháu sẽ tiếp tục nghề nông của ba cháu. Cha của Winston gợi ý: cháu không có hoài bão nào khác hơn ư? Cậu bé đáp: cháu luôn mơ ước được làm một bác sĩ, nhưng nhà cháu nghèo như thế này thì lấy tiền đâu cho cháu đi học. Nghe thế, ông bố của Churchill liền hứa hẹn: cháu đừng lo, hoài bão của cháu sẽ được thực hiện, bác sẽ giúp cháu. Winston Churchill sau này trở thành thủ tướng nước Anh. Năm 1934, trong chuyến công tác tại Bắc Phi, ông bị sưng cuống phổi trầm trọng.
Bác sĩ riêng của ông, người đã khám phá ra thuốc penicillin đã chữa trị cho ông. Đây là lần thứ hai bác sĩ này đã cứu mạng cho Winston Churchill, bởi vì cậu bé đã từng cứu Winston khỏi chết đuối năm xưa. Không ai khác hơn là cậu bé nhà nghèo có tên là Alexandre Fleming, mà nay là một bác sĩ riêng của Thủ tướng. Lạy Chúa, xin cho con biết mở rộng tâm hồn để đón lấy những hồng ân Chúa ban. Đồng thời xin cho con biết luôn can đảm để thực thi điều Chúa đòi hỏi, để cuộc đời chúng con là lời ca tụng của Chúa. À, chúng ta nghe lại câu chuyện của ông thủ tướng nổi tiếng đó, của nước Anh đó, tức là đại khái là gia đình của ông thì cũng là gia đình giàu có. Thì tới mùa hè thì đi về quê để nghỉ hè, thì là trong lúc ông bơi thì ông ta bị vọt bẻ, thì ông ta chìm xuống, mà trong đó gia đình thì cũng đang ăn uống thì cũng không có để ý. Thế thì khi ông ta bị chìm xuống như vậy đấy, thì là có một cậu bé khác nhảy xuống để cứu. À, thế thì là khi được cứu lên thì gia đình của cậu bé thủ tướng này rất là cảm động, mới quay trở lại để mà cảm ơn cái gia đình, cái cậu bé đã cứu con của mình. Thế thì là hỏi là có cái mơ ước gì, thì nó bảo thì cái đứa bé kia cứu con của thủ tướng này mới mơ ước trở thành một bác sĩ. Thế thì gia đình của thủ tướng Churchill này mới giúp cho cậu bé này trở thành một bác sĩ. Và khi trở thành bác sĩ thì cái cậu bé mà chút xíu suýt thì chết đuối đó, thì là Churchill đó, thì lại trở thành thủ tướng. Một lần kia thì là ông thủ tướng này ông bị một cái căn bệnh phổi mà tưởng đâu là chết rồi. Thế thì mới kêu một ông bác sĩ, thì hóa ra ông bác sĩ này lại là chính cái người mà gia đình Churchill đã giúp cho ăn học để trở thành bác sĩ. Thế thì chúng ta thấy rằng là qua câu chuyện này cũng để cho thấy rằng nếu mà chúng ta có lòng quảng đại cứu giúp người khác thì ngay ở đời này chúng ta cũng đã được đền bù rồi. Thế thì chúng ta đón nhận được rất là nhiều ơn lành của Chúa, thì xin cho chúng ta cũng lại càng phải quảng đại để cho đi. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đồng.